tập trên kênh Học Tập Online. Hôm nay thầy tiếp tục giới thiệu các em, đấy là bài nhân chia số hữu tỉ. Với mọi hốt số hữu tỉ được viết dạng phân số, nên ta có thể nhân chia số hữu tỉ bằng cách áp dụng quy tắc phép nhân chia các phân số. Và do nó là viết dưới dạng phân số nên nó có đầy đủ tính chất giao hoán kết hợp và nhân với số 1. Trước hết thầy cùng em đi vào cái nhân hai số hữu tỉ. Một nhỏ là nhân hai số hữu tỉ. Do số hữu tỉ của chúng ta viết dưới dạng phân số nên thầy giả sử có một số hữu tỉ x được viết là dạng là a phần b. Số hữu tỉ y được viết là dạng là c phần d. Thì các bạn có ngay là quy tắc là x nhân y của chúng ta bằng, thay vào a nhân b, a trên b nhân với c trên d, và áp dụng quy tắc phép nhân hai phân số lấy tử nhân tử, mẫu nhân nhân mẫu. Đây chính là quy tắc phép nhân như phép nhân phân số, nên chúng ta không phải nhắc lại nhiều. Cái hai đó là chia hai số hữu tỉ. Số hữu tỉ x của chúng ta cũng là a phần b, và số hữu tỉ y bằng c phần d. Như vậy lấy số hữu tỉ x chia số hữu tỉ y thì điều kiện số hữu tỉ y của chúng ta phải là một số khác các không. Chúng ta có x chia y chính bằng a trên b chia cho c trên d. Đây trở về phép chia hai phân số. Muốn chia hai phân số thì chúng ta làm nào? Giữ nguyên phân số thứ nhất, nhân nghịch đảo phân số 2, và chúng ta trở về tử nhân tử là a nhân d trên b nhân c. Có một cái điều các em lưu ý cho thầy như này. Thương của phép chia hai số hữu tỉ với y là khác không? Người ta gọi được ký hiệu như sau. Ký hiệu thương hai số hữu tỉ tức là x chia y, các bạn có thể viết là bằng x trên y hay là x chia y. Các bạn lưu ý là chúng ta có thể viết ở dạng phân số cũng như dạng là x chia y, cũng chính là phép chia hai số hữu tỉ. Bây giờ thầy cùng em áp dụng hai cái quy tắc phép chia hai số hữu tỉ này để chúng ta đi vào làm các cái ví dụ. Ví dụ tính âm 3/4 nhân 2 nguyên 1/2. Đối với phép nhân thì cái nào chưa phải phân số thì trước hết bạn phải đổi về phân số. Trừ 3/4 là phân số thầy giữ nguyên. 2 nguyên 1/2 chúng ta đổi về phân số chính là bằng 5/2. Trở về phép nhân 2 phân số thì chúng ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu là trừ 3 nhân với 5 trên 4 nhân 2. Các em thấy là số âm thì lưu ý chúng ta phải để trong ngoặc đơn. Âm nhân với dương bằng âm. 3 nhân 5 là 15. 4 nhân 2 là 8. Vậy kết quả chúng ta là bằng âm 15/8. Tiếp tục sang cái IB của chúng ta. Đó là 3,5 nhân với trừ 1 nguyên 2/5. Phép nhân của chúng ta một cái là số thập phân, một cái là hỗn số, thì trước hết các bạn phải đổi cả hai cái này về phân số. 3,5 thì chính là bằng 35 trên 10. Mà 35 trên 10 các bạn rút gọn cho 5 đi thì còn 7/2 nhân với trừ 1 nguyên 5/2 chính là bằng 7 trừ 7/2. Và chúng ta nhân lấy tử nhân tử là 7 nhân với trừ 7 trên 2 nhân 2. Và dương nhân âm bằng âm. 7 nhân 7 là 49/4. Đây là phân số tối giản. C nhỏ là trừ 5/23 nhân với chia cho trừ 2.
Ta thấy là phân số trừ 5 phần 23, còn trừ 2 thì chúng ta phải làm thế nào ra phân số? Thì chúng ta biến đổi này bằng trừ 5 phần 23. Các em biết ở bài trước là mọi số nguyên chúng ta có thể biến thành là trừ 2 trên chia cho trừ 2 phần 1. Phép chia chúng ta nghịch đảo là bằng trừ 5 phần 23 nhân nghịch đảo với 1 phần trừ 2. Về phép nhân ta lấy tử nhân tử, tức là trừ 5 nhân với 1 trên 23 nhân với trừ 2 bằng âm 5 trên âm 46. Cả từ cả mẫu quá là cùng dấu âm, mà âm chữ âm bằng dương, như vậy bằng 5 phần 46. Đây cũng là phân số tôi giảng. Cùng em lại tiếp tục vận dụng các kiến thức vừa học, đó là quy tắc phép nhân và phép chia hai số hữu tỉ để chúng ta đi vào làm bài tập. Trước hết là chúng ta sẽ làm bài tập số 11 là tính. Câu A của chúng ta đó chính là trừ 2 phần 7 nhân với 21 phần 8. Đến đây thì các bạn thấy là đây là phép nhân hai phân số, thì một số bạn sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Nhưng lưu ý cho thầy, nếu phép nhân của chúng ta các thừa số ở tử và mẫu rút gọn được thì các bạn rút gọn trước khi nhân, thì thầy sẽ thực hiện rút gọn nào. Thầy thấy là thừa số là 2 và 8 cùng rút gọn cho cả tử cả mẫu cùng rút gọn hết cho 2. 21 và 7 cùng rút gọn hết cho 7, nên chúng ta sẽ rút gọn để cho phân số nhỏ lại. Trừ 2 rút gọn cho 2 đi, còn lại trừ 1. 8 rút gọn cho 2 đi, còn 4. 7 và 21 chúng ta rút gọn cho 7 đi, 7 chia 7 được 1, 21 chia 7 được 3. Và lúc này các bạn sẽ thực hiện phép nhân lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, thì chúng ta sẽ được ngay là trừ 1 nhân 3 trên 1 nhân 4 bằng trừ 3 phần 4. Khi thực hiện phép nhân và phép chia, chúng ta chuyển phép nhân thì em lưu ý là chúng ta hãy kiểm tra xem các thừa số có rút gọn được hay không ở tử và mẫu. Nếu rút gọn được thì chúng ta rút gọn trước khi thực hiện phép nhân, thì kết quả chúng ta sẽ là một phân số tối giản. Ta sang phần B nhỏ, đó là 0,24 nhân với âm 15 phần 4. Đối với một số là số thập phân thì các em hãy chuyển số thập phân về phân số. Thầy lấy này, 0,24 thì thầy có thể chuyển thành là 24 phần 100. Mà 24 phần 100 cùng chia hết cho 4. Như vậy là 24 mà chia cho 4 thì còn 6. 100 mà chia cho 4 thì còn 25. 24 nhân với trừ 15 phần 4 là phân số tối giản, giữ nguyên 15 phần 4. Đúng nguyên. Ta thấy 6 phần 25 và trừ 15 phần 4 của chúng ta lại thấy là có thừa rút gọn. Đấy là 6 và 4 cùng rút gọn là cho 2. Trừ 15 và 25 cùng rút gọn cho 5, nên chúng ta sẽ rút gọn dần nào bằng 6 rút gọn cho 2 đi, còn 3 nhân với 4 rút gọn cho 2 còn 2. Trừ 15 mà rút gọn cho 5 thì còn trừ 3. 25 rút gọn cho 5 còn 5. Và chúng ta nhân lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu là 3 nhân trừ 3 trên 5 nhân 2. Chúng ta được một phân số tối giản là trừ 9 phần 10. Các em cứ nhớ cho thầy là chúng ta phải thực hiện phân số tối giản trước. Rút gọn để về phân số tối giản trước. Câu C là trừ 2 nhân với trừ 7 phần 12. Chúng ta cẩn thận một chút. Trừ 2 các em thầy viết bằng là trừ 2 phần 1 nhân với, thầy đổi rút cái âm 7 phần 2 đưa lên âm ở trên tử, 7 phần 12. Và chúng ta thực hiện phép nhân lấy tử nhân tử là trừ 2 nhân với trừ 7 trên 1 nhân 12. Ở cái này đơn giản chúng ta có thể không rút gọn 6 được. Ta thấy thừa số này là 2 rút gọn đi được rồi, âm nhân âm bằng dương, hay là nói khác là bằng 14
phần 12 chính là bằng 7/6. Trong trường hợp này là thầy không rút gọn trước vì số đơn giản nhẩm được nên ta có thể thực hiện phép nhân rút gọn sau cũng được. Dê nhỏ của chúng ta chính là -3/25 chia cho 6. Chúng ta thực hiện nào. -3/25 chia 6 thì chúng ta nghịch đảo lên là nhân với 1/6. Phép chia thì chúng ta 6 chính là 6/1, vậy nghịch đảo là 1/6. Chúng ta thấy có thừa số rút gọn, đấy là 3 và 6 rút gọn được, thì chính rút gọn cho 3 đi, thì còn -1. Bên này 6 gọn còn 2, 25 giữ nguyên. Vậy chúng ta được là -1 nhân với 1 trên 25 nhân 2. Và kết quả chúng ta bằng -1/50. Bài 12, ta có thể viết số hữu tỉ -5/16 dưới các dạng sau đây. -5/16 về dạng tích của hai số hữu tỉ. Ví dụ, -5/16 có thể viết bằng là -5/2 nhân với 1/8. -5 nhân với 1 bằng -5, 2 nhân với 8 thì bằng 16, bằng phân số ban đầu. Hoặc là -5/16 có thể viết về thương của hai số hữu tỉ là bằng -5/16 bằng -5/2 chia cho 8. Mà chia 8 chúng ta nghịch đảo cho 1/8 giống hệt trường hợp trên. Thì mỗi em sẽ tự lấy các ví dụ. Ở phần này các em tự làm mỗi bạn ở mỗi câu một vài ví dụ. Ở bài 13 để làm được các bạn phải nhớ đến thứ tự của phép tính. Đó là nhân trên trước cộng trừ sau, nếu có trong ngoặc thì làm trong ngoặc trước. Rồi các cái tính chất của phân số để các bạn thực hiện phép tính này. Thì trước hết thầy cùng em đi làm lần lượt từng câu một. Đối với từng bài cụ thể, câu A là -3/4 nhân với 12/5 nhân với -25/6. Thế thì thực hiện phép nhân của các phân số thì cũng nhiều phân số thì cũng giống như hai phân số. Đấy là chúng ta lấy tử nhân tử, lấy mẫu nhân mẫu. Thì thầy thực hiện lần lượt là -3 nhân với 12 nhân với, thầy đưa dấu trừ lên trên là nhân với -25. Các em cứ nhớ cho thầy là nhân với dấu âm chúng ta phải để ở trong ngoặc đơn. 4 nhân với -5 nhân với 6. Đối với phép tính, phép nhân thì các bạn kiểm tra xem là mỗi thừa số ở tử và mẫu có rút gọn hay không. Thì chúng ta thấy nào, 12 cũng đoạn được cho 6, hoặc là 3 cũng đoạn cho 6, 12 đoạn cho 4, -25 với -5 đoạn cho 5. Thì thầy sẽ chọn thừa số gọn nào. Thầy sẽ chọn là -3 và 6 cũng đoạn cho 3, như vậy còn lại -1 nhân với 6 đoạn cho 3 còn 2. Chúng ta sẽ làm tuần tự lần lượt, -3 chia cho 3 còn -1, 6 chia 3 còn 2. Đến thừa số 2 là 12 và 4, thầy rút gọn cho 4. Thì 12 chia 4 được 3, 4 chia 4 được 1. Còn lại thừa số là -25 và -5, thầy cùng rút gọn cho chia cho -5. -25 mà chia -5 thì còn lại là 5. -5 chia -5 còn 1. Chúng ta được kết quả ngay, nhân lại thì chính bằng là -15/2. Câu B là -2 nhân với -38/21 nhân với -7/4 nhân với phân số -3/8. Của chúng ta gồm có tích của 4 số hữu tỉ thì bằng -2, các bạn viết cho thầy là bằng -2/1 nhân với -38/21. Chúng ta viết lại một dòng nữa không được, -7/4 nhân với cái -3/8 chuyển dấu âm lên tử là -3/8. Thầy lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu rồi chúng ta rút gọn sau.
bằng trừ 2 nhân trừ 38 nhân với trừ 7 nhân với trừ 3 tất cả trên 1 nhân 21 nhân 4 nhân 8. Ở lớp 6 chúng ta học rồi, nếu mà lẻ số âm, tích của lẻ số âm là một số âm, mà tích của chẵn số âm là một số dương, là 1, 2, 3, 4. Tích của 4 số âm là một số dương. Do vậy phần dấu âm thầy bỏ đi. Bây giờ thầy tìm xem các thừa số gọn nào, thầy quan sát. Như vậy là còn lại 7, chúng ta làm nào. Còn lại 2 nhân 38 nhân 7 nhân 3 trên 1 nhân 21 nhân 4 nhân 8. Bây giờ ta quan sát thừa số gọn, ta nhẩm ngay này, 7 nhân 3 21 với 21 gọn. Như vậy thầy rút gọn lần lượt 2 với 4 thì rút gọn cho 2 đi, thì còn 1 trên 4 rút gọn cho 2 thì chỉ còn 2. 7, 3, 21 rút gọn luôn cho 21. Như vậy cái 2, cái thừa số cuối cùng còn lại là số 1. 8 2 dưới này còn số 1. 3, 8 với 8 thầy cùng rút gọn cho 2 đi, 3, 8 chia cho 2 thì còn 19. 8 mà chia cho 2 còn 4. Như vậy kết quả của thầy chính là bằng 19 phần 8. Chúng ta làm công tác rút gọn bớt thì phân số bao giờ cũng là một phân số tối giản. Ở câu C thì chúng ta sẽ thực hiện là thứ tự chúng ta làm ở trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau bằng 11 phần 12, phép chia để nhân nghịch đảo chính là bằng 16 phần 33 nhân với 3 phần 5. Các em thấy là 11 và 33 chúng ta rút gọn được cho 11. 16 và 12 chúng ta cùng rút gọn cho 4. Chúng ta sẽ bằng 11, 33 rút gọn 11 còn 1. 33 rút gọn cho 11 thì còn 3. 16 và 12 rút gọn cho 4 thì trên tử còn 4. Dưới mẫu là còn 3. Nhân với 3 phần 5 bằng nhân lấy tử, nhân tử là bằng 4 phần 9 nhân với 3 phần 5. Và 4 phần 9 nhân 3 phần 5 em thấy là chúng ta rút gọn cho 3 đi, thì trên tử còn lại là 4 nhân 1, dưới mẫu còn lại 3 nhân với 5. Và kết quả của chúng ta bằng 4 phần 15. Câu D là 7 phần 23 nhân với mở móc vuông trừ 8 phần 6 trừ đi 45 phần 18 đóng móc vuông. Đến đây thì chúng ta thứ tự phép tính, các bạn lưu ý chúng ta làm trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau. Nhưng ở trong ngoặc thì một số bạn sẽ đi tìm mẫu số chung của cái 6 và 18 để chúng ta quy đồng về hai phân số cùng mẫu. Nhưng thầy đã lưu ý ở bài trước rồi, khi thực hiện phép tính các bạn kiểm tra xem mỗi phân số của chúng ta có tự rút gọn không để về phân số tối giản rồi chúng ta sẽ quy đồng. Thì ở đây các bạn thấy là 8 và 6 cùng gọn hết cho 2. 45 và 18 thì cùng rút gọn hết cho 9, nên thầy sẽ làm nhỏ lại là bằng 7 phần 23 nhân với mở móc vuông. Thầy đổi cái dấu trừ lên trên tử là bằng thầy rút gọn cho 2 đi thì còn lại là trừ 3 phần 2. Xin lỗi bạn, là trừ 4 phần 3. Chúng ta rút gọn cho 2 đi còn lại trừ 4 phần 3. Và bên này rút gọn cho 9 đi của chúng ta, cho 9 thì còn 5 phần 2. Bằng tiếp chúng ta lúc này chuyển về phân số cùng mẫu ở trong tử thôi, ở trong ngoặc thôi. Như vậy là mẫu số chung của 3 và 2 chính là 6. Thì chúng ta sẽ có ngay là 7 phần 23. Bây giờ thầy chuyển về mốc tròn. Trừ 4 phần 3 mà chuyển về phân số cùng mẫu 6 thì chúng ta nhân cả tử cả mẫu với 2 chính là trừ 8 phần 6. Bên này tương tự. 5 phần 2 thì chúng ta lại chuyển về cả tử và mẫu chính là nhân với 3 chính là 15 phần 6. Và bằng 7 phần 23 nhân với lấy tử trừ tử là trừ 8 trừ 15 trên 6 bằng 7 phần 23
nhân với âm 23 của chúng ta là âm 23 phần 6. Chúng ta rút gọn là cho 23 đi thì trên tử còn là trừ 1 nhân với 7 là bằng trừ 7 phần 6. Bài 14 là điền các số hữu tỉ thích hợp vào ô vuông. Thì bài này các bạn sẽ thực hiện tính ở ngoài giấy nháp và chúng ta sẽ điền kết quả vào ô vuông. Nào, trừ 1 phần 32 nhân với 4. Thì bạn thấy là trừ 1 phần 32 nhân 4 chúng ta cùng rút gọn cho 4 đi. Như vậy rút gọn cho 4 thì cái này còn lại mấy ạ? 8. Kết quả chúng ta là bằng trừ 1 phần, phần 8. Trừ 1 phần 32 mà chia cho âm 8. Tức là âm 1 phần 32 chia cho âm 8. Thì âm chia âm là bằng dương nên thầy bỏ cái dấu âm đi. Thầy lấy là 1 phần 32 chia cho 8. Mà 1 phần 32 chia 8 mà thầy nhân nghịch đảo lên chính bằng 1 phần 8. Thì bằng 1 trên 32 nhân 8 chính bằng 256. Vậy kết quả chúng ta là bằng 1 phần 256. Tiếp tục các bạn đến kết quả tiếp theo của chúng ta. Đó là âm 8 mà chia cho âm 1 phần 2. Âm chia âm là dương, bỏ số âm đi. Thì còn lại 8 chia 1 phần 2 thì nhân nghịch đảo là 2 phần 1. Còn lại 8 nhân 2 thì kết quả chúng ta là bằng 16. Các em lại đến cái ô tiếp theo của chúng ta là 8 mà nhân với trừ 1 phần 2. 8 nhân 1 trừ 1 phần 2 chúng ta bằng bao nhiêu nào? 8 nhân 1 phần 2 trừ 1 phần 2 thì dương nhân âm bằng âm. Có kết quả là dấu âm này. Và 4 nhân 1 phần 2 rút gọn cho 2 đi. Thì kết quả còn lại là trừ 2. Và 1 phần 56 nhân với trừ 2 và âm 1 phần 8 chia 16 xem kết quả phải bằng nhau. Chúng ta kiểm tra nào. 1 phần 256 nhân với trừ 2 thì ra kết quả trước hết là dấu âm này. Dương nhân âm thì bằng âm. 256 các bạn rút gọn cho 2 thì kết quả chúng ta chính là bằng âm 1 phần 128. Và chắc chắn là kết quả trừ 1 phần 8 chia cho 16 cũng ra kết quả ở ô vuông này. Thì bước này các em sẽ thực hiện ngoài nháp, chúng ta điền kết quả vào ô vuông. Bài số 15 của chúng ta là bài toán đối này. Em hãy nối các số ở những chiếc lá có dấu phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia ở và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa. Các em thấy nào, 4 mà nhân với trừ 25 của chúng ta chính là bằng trừ 100. 4 nhân với trừ 25 chính bằng 100. Như vậy 100 mà chúng ta lại có lẻ 5 ở đây nữa thì chúng ta chỉ còn lại cộng với bao nhiêu ạ? Cộng với 10 chia cho trừ 2. 10 chia cho trừ 2 chính là bằng trừ 5. Vậy thì trừ 100 cộng với trừ 5 bằng 105. Như vậy chúng ta sẽ dùng thế nào đây? Hai dấu này là dấu gì ạ? Phép này là dấu, dấu này là dấu phép nhân. Nối hai lá là phép nhân. Và ở cái 10 với trừ 2 của chúng ta là phép gì ạ? Phép chia. Nối hai này lại của chúng ta chính là phép, phép chia. Và hai kết quả này chúng ta nối lại với nhau chính là phép, phép cộng. Thì chúng ta được kết quả là bằng trừ 105. Bây giờ đến cái lá thứ hai của chúng ta nào. Trừ 50,7. Các em thấy là trừ 100 mà nhân với 1 phần 2 thì chúng ta được là âm 50. Như vậy còn lẻ 7. 56 mà chia cho 8 thì chúng ta được 0,7. Vậy thì trừ 50 mà trừ đi 0,7 của chúng ta sẽ bằng là 50,7. Như vậy là phép đầu tiên của hai cái lá đầu tiên của chúng ta chính là phép, phép nhân. Hai cái lá sau của chúng ta chính là phép chia. Và nối hai cái cặp này lại chúng ta chính là phép, phép trừ. Thì chúng ta được kết quả là trừ 50,7. Các em tự viết các phép tính của chúng ta ra. Ở bài 16 thì chúng ta sẽ sử dụng thứ tự phép tính cũng như là tính chất của phân số để chúng ta thực hiện. Trước hết thầy sẽ đổi cái phép chia thành phép nhân. Nó đổi phép chia thành phép nhân thì bằng nào? Thầy giữ nguyên cái ngoặc là trừ 2 phần 3 cộng với 3 phần 7 thầy giữ nguyên.
chia cho 4 phần 5 thì đảo ngược thành 5 phần 4. Tương tự bên này cũng tương tự. Trừ 1 phần 3 cộng với 4 phần 7 thầy đổi thêm phép nhân là 5 phần 4. Bây giờ thầy áp dụng tính chất phân phối giữa phép cộng và phép nhân thì chúng ta sẽ đưa 5 phần 4 ra ngoài. Thì còn lại nào? Trừ 2 phần 3 cộng 3 phần 7 cộng với trừ 1 phần 3 cộng với 4 phần 7. Chúng ta sử dụng tính nhanh. Chúng ta ghép các phân số cùng mẫu lại với nhau thì chúng ta được kết quả là 5 phần 4. Thầy mở báo vuông. Trừ 2 phần 3 thầy cộng với trừ 1 phần 3. Trừ 2 phần 3 cộng với trừ 1 phần 3. Thầy nhóm cái 3 phần 7 cộng với 4 phần 7. Thì em thấy là kết quả chúng ta như sau. Bằng 5 phần 4. Thầy làm nhanh nhỉ. Trừ 2, đây là hai phân số cùng mẫu, lấy trừ 2 cộng trừ 1 trừ 3. Trừ 3 mà chia cho 3 thì chính là bằng trừ 1. Cộng với 3 cộng với 4 là 7, 7 phần 7 bằng 1. Và em thấy ở trong ngoặc của chúng ta chính bằng mấy ạ? Bằng 0. Tổng hai số bằng 0 và kết quả chúng ta chính bằng bằng 0. Ý B của chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Thì chúng ta trước hết chưa áp dụng được tính chất phân phối giữa phép cộng và phép nhân. Thì chúng ta sẽ thực hiện thứ tự phép tính ở trong từng cái ngoặc trước. Thầy các em cùng thực hiện. 5 phần 9 chia cho giữ nguyên. 11 và 22 mẫu số chung của thầy chính là 22. Vậy thì 1 phần 11 nhân cả tử ở mẫu với 2 thì bằng 2 phần 22 trừ đi 5 phần 22 cộng với 5 phần 9 chia cho 15 và 3 thì mẫu số chung là 15. 1 phần 15. 15 chia cho 3 được 5, nhân cả tử ở mẫu với 5 là trừ 10 phần 15 bằng 5 phần 9 nhân với, các em lấy tử trừ tử là 2 trừ 5 phần 22 cộng với 5 phần 9 chia cho 1 trừ 10 phần 15. Và em thực hiện bằng 5 phần 9 chia cho 2 trừ đi 5 bằng trừ 3 phần 22 cộng 5 phần 9 chia trừ 9 phần 15. Phép chia bây giờ các em hãy đổi cho thầy về phép nhân thì bằng là 5 phần 9 nhân với trừ 3 phần 22 thì đổi thành bằng 22 phần 3 cộng với 5 phần 9 nhân với trừ 9 phần 15 thì đổi thành là trừ 15 phần 9. Thầy đưa dấu âm lên điện tử. Thầy lúc này sử dụng áp dụng tính chất phân phối giữa phép cộng và phép nhân thì thầy đặt nhân tử chung, phần chung là 5 phần 9 ra ngoài, còn lại trừ 22 phần 3 cộng với trừ 15 phần 9. Ta thực hiện ở trong ngoặc 3 và 9 mẫu số của chúng ta chính là 9, hoặc các bạn thấy là giữa trừ 15 và 5 chúng ta cùng rút gọn ở cho. Rút gọn cho 5 đi thì chúng ta được ngay là bằng 5 phần 9 nhân với trừ 22 phần 3 cộng với trừ 15 với 9 rút gọn cho 3 đi thì còn lại trừ 5 phần 3 và bằng 5 phần 9 nhân với trừ 22 cộng với trừ 5 trên 3 bằng 5 phần 9 nhân với trừ 22 cộng với trừ 5 là bằng trừ 27 phần 3. Không khó khăn gì các bạn, tính kết quả là 9327, rút gọn cho 27 đi, kết quả chúng ta là bằng trừ 5. Qua bài học vừa rồi thầy đã hướng dẫn nêu lại các bạn hai quy tắc là nhân hai số hữu tỉ và chia hai số hữu tỉ áp dụng vào làm các bài tập ở trong sách giáo khoa. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của thầy. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.